Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì ba miền tôm chua cay lấy nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Bữa tối đã được chuẩn bị. Mời các em. Em đã sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Để nhớ một bộ bài gồm 52 lá đã là một thử thách rồi. Mà bây giờ phải nhớ tới 1, 2, 3, 4 bộ bài. Tức là tổng cộng có 208 lá bài. Trong một thời gian ngắn nhất có thể thì đây là một thử thách rất là căng thẳng. 4 bộ bài có vẻ như là một vấn đề khá lớn. Họ tiếp nhận thông tin và họ xử lý, họ cất nó vào đâu trong đầu của họ để có thể một lúc sau họ moi ra lại để sắp xếp lại những con bài đấy. Mình hoàn toàn không biết. Thường là để ghi nhớ cùng một lúc là hai cái yếu tố thì có thể là sẽ biến nó trở thành một cái câu chuyện liên kết giữa cái lá bài thứ nhất với lá bài thứ hai và giấu nó vào trong một cái điểm nào đó ở trên cái hành trình ghi nhớ của anh ấy. Kỹ là cậu ấy dở hai lá bài lên và cậu ấy nhìn vào đấy, theo sự tính trung bình mỗi hai lá bài bạn ấy nhìn vào thì mất khoảng 10 cho đến 15 giây, thì nó là một cái quãng thời gian khá là lâu. Có cảm giác như là bạn này bạn ấy không quyết đoán lắm trong cái chuyện là lựa chọn cái chiến thuật nào cho mình. Thấy bạn động tác bạn ấy dở con bài ra nó rất chậm rãi như thế thì mình đã nghi ngờ về mặt thời gian rồi. Cái lúc xung quanh dao động như vậy thì khả năng tập trung vào mình và tin vào mình là rất quan trọng. Đinh Thiết đang khá căng thẳng và áp lực khi tự tạo giới hạn cho chính bản thân mình. Bản lĩnh sân khấu đang là điều cần thiết trong lúc này để tuyển thủ giữ được bình tĩnh, áp dụng đúng kỹ thuật ghi nhớ và lưu trữ thông tin một cách chính xác. Thưa quý vị, bạn vừa ghi nhớ 4 bộ bài trong thời gian là 22 phút 37 giây. Và bây giờ sẽ là lúc bạn khôi phục lại 4 bộ bài này giống như những gì mình đã ghi nhớ. Và nếu như bạn làm chính xác, có nghĩa là thời gian này sẽ được xác nhận. Xin mời các trợ lý khoa học chuẩn bị cho phần khôi phục. Và bây giờ Thiết sẽ tiến hành phần khôi phục lại 4 bộ bài. Xin mời. Cái mức độ rủi ro nó cực kỳ cao, một lá sai là cũng chết. Với những cái điểm mà nó quê như vậy thì mình có một cái chiến lược, đó là mình cứ đi tiếp và sau đó nó sẽ thừa một số cây còn lại. Thì khi mà đến những cái cây còn lại thì mình sẽ biết là nó nằm ở chỗ nào thì mình điền nó vào lại cái chỗ trống đó. Khi mà cần phải nhớ đến cái cặp lá bài này, anh ấy chỉ cần truy xuất vào đúng cái điểm hành trình ghi nhớ để mà đưa ra được cái thứ tự của các cái quân bài mà thôi. Bốn bộ bài, 208 lá với 4 lần trùng lập của mỗi vị trí. Một khối lượng thông tin quá lớn để Đinh Thiết có thể tưởng tượng được các hình ảnh khác nhau và liên kết thành 104 câu chuyện. Tuyển thủ bắt buộc phải thực hiện đúng 100% thì mới có thể vượt qua được thử thách lần này.
Thưa quý vị, bạn đã hoàn thành phần thử thách của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một hình thức là sổ số để chúng ta xem là 4 bộ bài này có được khôi phục lại đúng nguyên vẹn của nó hay không. Và ở bộ môn này thì không được sai số thưa quý vị. Quá khó. Và sổ số bắt đầu. Đúng. 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 Trong trường hợp này tôi nghĩ tôi chỉ nên đọc khi nó sai thôi. Thì cái điều đấy chứng tỏ rằng là kể cả ban giám khảo, kể cả cái người dẫn chương trình, cộng với cả cái phong thái tự tin của Đình Thiết làm cho mọi người đều rất là tự tin là anh ấy đã chinh phục được một cái thử thách. Thấy rất là mãn nhãn khi từng lá bài lật lên nó chính xác đến đáng kinh ngạc. Kết quả của những cặp lá bài cuối cùng của bộ đầu tiên đã dần được lộ diện. Cả sân khấu dường như vẫn chưa phát hiện bất cứ lỗi sai nào cho đến thời điểm hiện tại. Và MC Trấn Thành cũng sẽ không có cơ hội để sử dụng khẩu hiệu dừng việc sổ kết quả của trợ lý khoa học. Tôi thấy cái hành động đó của bạn ấy, tức là bạn ấy vừa gỡ hết giống như 90% gánh nặng của mình xuống vậy đó. Tuyệt vời thưa quý vị, hai bộ bài đã được khôi phục. Đình Thiết ơi, đi được nửa chặng đường, bạn thấy cảm xúc như nào? Có đang căng thẳng không? Thật ra thì cái bộ bài đầu tiên em hơi căng thẳng tại vì nó có một vài cái chỗ mà em chưa chắc chắn lắm. Nhưng mà bây giờ nó đúng được cái bộ đó thì em tin là bên này nó sẽ đúng. Ok. Đó là bạn tin là 100% là bộ bên này sẽ, bộ còn lại sẽ chính xác đúng không? Dạ, em tin bên này đúng. Dạ. Sau 104 lá bài đầu tiên, giám khảo ở dưới còn cảm thấy nó là việc dễ như ăn cơm của Thiết vậy á. Vậy chấm điểm luôn đi, khỏi kiếm luôn. Tôi cũng rất là tự tin khi mà anh ấy đã vượt qua cái bộ bài thứ nhất với cái độ chính xác tuyệt đối. Và bản thân Đình Thiết cũng rất là tự tin với cái thành tích có thể đạt được ở trong bộ thứ hai. Khẩu khí khá lắm. Hai bộ kẹp bài kế tiếp. Xin mời. Sự tự tin và chắc chắn của Đình Thiết đang tạo niềm hy vọng rất lớn cho các giám khảo và khán giả tại trường quay. Nếu vượt qua được thử thách này, Đình Thiết sẽ xác lập được thành tích mới của mình ngay trên sân khấu của Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Tự tin lên rồi đó.
stop. Stop. Excuse me. Oh my god. Có một chút nhầm lẫn rồi. Những phần thi mà Suvin được trải nghiệm qua thì có thể là sai số 1, nhưng mà với trí nhớ và với 4 bộ bài như này thì cái sai số là 0. Lùi lại 2 con để đảm bảo đúng. Đúng rồi, đến đây là đến nát là đúng này. Ôi, tiếc quá. Bị sót một cái này rồi. Để xem này nhá. Mà nó đã sai này rồi, nó sẽ sai tiếp. Con trước đó của nó là ắt. Con này là đây. Cái con sau của cái quân kia là con 7. Và đây cũng là quân 7. Chúng ta bắt đầu từ xì. Sau đó cái con chúng ta dỡ ra là 5 và đầm cơ. Và sau đó thì vẫn là 7 và 7 cơ. Đúng một cây ạ. Đúng một cây. Ngay lúc đó thì mọi người có kiểm tra lại và check lại rất là kỹ. Thì đúng, trong một tích tắc, Thiết đã bị nhầm hai quân bài đó. Chúng ta thử tiếp tục với 7 cơ đi nào. Đúng luôn. Đúng. Đúng tiếp. Đúng. Trời ơi. Ca đúng. Đúng. Đó. Sai. Quy cơ và 5 cơ, hai con này bị lẫn này. Ôi, tiếc quá. Hai con là đi trên. Cái bài đấy mà chả mà sai một quân là sẽ còn quân tiếp theo. Y rằng con quy cơ và con 5 cơ nó bị nhầm. Thứ tự ở hai bên. Ôi, Đinh Ninh là thắng rồi. Vậy mà sơ suất lại xuất hiện vào những cái lúc mà chúng ta không ngờ nhất. Nó chỉ sai đúng cặp thôi. Ngoài hai quân mà Subin Hoàng Sơn phát hiện thì mọi thứ hoàn toàn chính xác. Nó phải như thế thì cái tính thực tế nó mới cao. Phải tuân theo cái quy định và luật của chương trình. Thầy ạ, đúng là kiểu học bài thi phật này ạ. Cách đây 8 năm thì khi nói về trí nhớ là phải nói tới Dominic O'Brien. Ông nhớ hai bên hai bộ như vậy. Thì là khả năng của Thiết là hoàn toàn làm được chuyện đó. Bởi vì cái này nó bị lưng chừng. Chứ nếu mà giả như trong đầu Thiết nghĩ là bên này Thiết làm 10 bộ, bên này 10 bộ là câu chuyện khác. Lúc đó Thiết sẽ đặt mình vào cái trạng thái tôi sẽ chơi dài. Nhưng mà chơi ngắn thì cái áp lực về thời gian là rất lớn. Thì đây là Thiết chọn 4 bộ. Tôi nghĩ đây cũng là một bài học rất là tốt cho bạn ấy trong cái sự nghiệp của mình. Mà hôm nay có một cái sự nhầm lẫn nhỏ giữa hai cái vị trí. Đối với tôi như vậy cũng đã rất là tuyệt vời. Đáng để chúng ta cho bạn ấy một tràng pháo tay. Thiết ơi, Thiết qua đây. Em có cảm nghĩ gì về sau khi mình thực hiện cái tiết mục này? Em đến đây thì rất là mong là sẽ nhận được cúp và sẽ lọt được vào vòng trong. Và cái thử thách của em thì nó là tuyệt đối. Mà lại là chỉ nhìn lướt một lần thì có nghĩa là em cũng đã chuẩn bị cái phần tâm lý là có thể nó đã không thành công rồi. Thì em bây giờ cũng cảm thấy rất là vui. Hôm nay thì có một chút nhầm lẫn nên là thử thách nó chưa thành công. Thì về nhà mình sẽ luyện tập để mà sẽ tham gia thi đấu lần sau. Thấy thương quá. Bất kỳ một cái bạn thí sinh nào trong siêu trí tuệ thi mà không đạt được cái bài của mình thì tất cả chúng tôi đều tiếc như nhau hết. Mà riêng trường hợp Thiết thì tiếc quá. Cuộc sống nó là như thế và tất cả mọi thứ chúng ta đều phải chấp nhận thôi. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V-Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Đón xem Bé Vui Bùng Vĩ lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V-Channel. Duy nhất trên VOD trọn vẹn và độc quyền những bí mật siêu hot Hoa hậu Việt Nam 2020 Chu Beauty, vẻ đẹp đích thực. Phát sóng độc quyền trên VOD 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.